Cùng với hệ thống luật pháp, nhiều mối quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng những thỏa thuận của cộng đồng, đó chính là hương ước, quy ước. Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Lào Cai, có những hương ước, quy ước được xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, ổn định an ninh trật tự tại các địa phương. Hôm nay trong thôn Lão Lý có đám tang. Theo quy định của thôn, các hộ gia đình mỗi người một tay cùng giúp đỡ gia chủ lo công việc. Đám ma thì giúp một bó củi, giúp cân gạo. Cái đấy là luật làng như thế. Xong rồi tiền thì ai có nhiều cho 200, ai có ít thì 100. Thì trước kia thì cũng có cái lý đi giúp nhau như thế thì nó bà con nó đám ma thì cũng khó khăn lắm. Nghiêm cấm không mang súc vật chết về thôn, không được uống rượu trước khi đi họp, không được đánh đập phụ nữ, trẻ em. Khi trong thôn có người chết, mỗi gia đình đóng góp 100.000 đồng qua ban công tác mặt trận thôn để giúp làm đám ma. Những quy định rất rõ ràng như thế đã được ghi vào hương ước của thôn Lão Lý và được treo công khai tại nhà văn hóa thôn. Bản hương ước này được lập ra từ năm 2019, gồm 23 điều được mọi người trong thôn nghiêm chỉnh thực hiện theo. Châu bò lợn ở những thôn khác chết là những gia đình nào mà mang về thì tổ tự quản phát hiện ra báo đến kiểm tra chính xác lập biên bản phạt thì phạt bằng tiền thì nó khó, chúng tôi phạt bằng ngày công dễ nhất. Chính vì vậy nên là từ năm 2019 đến nay các thôn khác bị dịch tả châu Phi rồi lợn các thứ rất nhiều, nhưng thôn ông Lý không hề có một trường hợp nào. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 1.500 bản hương ước quy ước bám sát đời sống và tình hình thực tế các địa phương. Hàng năm ngành văn hóa phối hợp với các ban ngành địa phương kiểm tra rà soát để các hương ước quy ước thực sự phát huy hiệu quả, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. Hương ước quy ước này rất là có lợi và có ích cho đồng bào các dân tộc để thực hiện được nhiệm vụ là chống tảo hôn này, chống hôn nhân cận huyết thống này, nó thành như một cái kịch bản nhưng mà nó lại rất là thiết thực và rất là trúng, đó là mọi người ai cũng chấp hành. Theo đánh giá của ngành văn hóa và thể thao, nhờ phát huy tốt hiệu quả của các quy ước hương ước, việc thực hiện nếp sống văn minh tại các khu dân cư được nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Hiện tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tại Lào Cai đạt 85,5%. Trong đó có 79,1% thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.